Tiệm tóc anime thì chắc chắn Thọ phải từ bên Nhật về rồi. Mọi người nghĩ tiệm tóc anime nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì có bao nhiêu nhân viên? Là chừng này. Xin chào mọi người, mình là Tommy, mình là hairstylist tại Luộm Thuộm. Với kinh nghiệm 10 năm trong nghề và đã từng là du học sinh ngành tóc tại Nhật thì mình khẳng định khi các bạn đến Luộm Thuộm thì mình sẽ có những kiểu tóc phù hợp với các bạn. Nhân vật mình yêu thích nhất trong bộ anime đó là Kakashi trong Naruto. Hello, mình là Bi, mình chuyên về cắt và tẩy nhuộm những form cắt với lại tẩy nhuộm pha cách một xíu. Mình rất là thích. Nhân vật yêu thích của mình là Marin. Xin chào mọi người, mình là Yến. Hiện mình đang là stylist của Luộm Thuộm. Mình chuyên về những form unisex với những form cá tính. Các bạn có thể đến Luộm Thuộm để trải nghiệm nha. Nhân vật yêu thích của mình là Kaneki Ken. Hello mấy bạn, thì hiện tại mình đang là quản lý vận hành của Luộm Thuộm Hair Studio. Thì mình sẽ là người đầu tiên các bạn gặp khi đến Luộm Thuộm. Thế mạnh của mình là sẽ chụp cho các bạn những kiểu tóc before after thật đẹp. Còn nhân vật yêu thích của mình là Zero. Hẹn gặp các bạn ở Luộm Thuộm nhé. Chào mọi người, mình là Việt Hà và mình là Thu Ngân của Luộm Thuộm Studio. Thế mạnh của mình đó chính là chiều khách. Và nhân vật mà mình yêu thích chính là anh Bryce Sama của Fairy Tail đó mọi người. Hello mọi người, mình là Nghĩa. Vị trí của mình ở Luộm Thuộm là Hair Assistant. Thế mạnh của mình là style gọn gàng. Nhân vật yêu thích của mình là Kill luôn. Chào các bạn, mình tên là Trúc Nhi. Điểm mạnh của mình là cắt kéo. Nhân vật anime mình yêu thích là Sasuke. Hey yo, xin chào các bạn, mình Tính Tính. Nhiều yêu thích của mình là Kakashi. Điểm mạnh của mình là quá chất. Mình đang làm luôn nè. Mình tên là Khoa, điểm mạnh những kiểu tóc unisex và nhân vật yêu thích của mình là Tanjiro. Hello mọi người, mình là Toàn đây. Hiện tại mình đang là founder của Luộm Thuộm Hair Studio. Mình có một niềm yêu thích rất là lớn đối với các kiểu tóc cá tính độc lạ như là unisex, anime hairstyle. Ngoài ra thì mình cũng là một hairstylist chuyên tạo kiểu tóc và tư vấn các kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Nhân vật yêu thích đó là Mikey. Rất vui được đón tiếp các bộ show tại Luộm Thuộm Hair Studio vào tuần lễ khai trương từ 27 tháng 3 này. Nhớ mang đồ anime hoặc là cosplay tới để được nhận quà nha.